Live action hay rộng hơn là phim chuyển thể từ lâu đã là cái gai trong mắt khán giả. Trừ một vài bộ phim kinh điển như là Harry Potter hay là Chúa Nhẫn thì bất kể là chuyển thể từ cái gì, tiểu thuyết, game, truyện chữ, truyện tranh, kể cả hai tên cũng đều bị khán giả liếc một ánh mắt ngờ vực và thường là đi kèm một tiếng tặc lưỡi. Và nơi khiến người ta liếc muốn lác cả mắt và tặc lưỡi như một con thạch sùng thì chỉ có thể là Nhật Bản. Attack on Titan, Gantz, Death Note, Fullmetal Alchemist, quá nhiều những tác phẩm chuyển thể như bôi cho chất chấu vào nguyên tác đã được ra mắt, ra phần nào khán giả chê luôn phần nấy. Trong khi đó, ở cách đấy chỉ gần 1.000 cây số theo đường chim bay, Hàn Quốc cũng có hàng loạt những phim chuyển thể từ tiểu thuyết, truyện tranh nhưng mà lại rất ít bị chê, thậm chí là còn được ủng hộ nhiệt tình là khác. Sự khác biệt là ở đâu? Nhật Bản, quốc gia hàng đầu thế giới về doanh số truyện tranh, mỗi năm có hàng trăm nghìn đầu truyện mới được ra mắt, nhưng lại vô cùng khó khăn để mà chuyển thể được một tác phẩm nào đó mà lại không bị chê bai. Trong khi đó, truyện tranh Hàn Quốc sinh sau đẻ muộn, cốt truyện thì thường đi sau trào lưu ở Nhật Bản. Trang truyện thì nhìn như kiểu sách tô màu trẻ con, nhưng họ lại có thể biến những trang truyện đó thành một bộ phim thành công rực rỡ. Tôi đoán là ai cũng tự hỏi câu này. Tại sao lại như vậy? Tôi đoán rằng là ai cũng tự hỏi câu này khi mà họ nằm với người yêu. Nên đây là video giải đáp thắc mắc đấy. Lưu ý, đây không phải là một bài đánh giá đại diện cho bất kỳ cộng đồng nào cả. Tôi cũng không phải là kiểu siêu chuyên gia, tôi chỉ là xem khá nhiều chuyện lẫn phim Nhật Hàn, sơ watch a lot, kiểu vậy. Trước hết, ta sẽ nói về quá trình hình thành của truyện tranh Hàn Quốc. Manhwa có thể nói là thuộc hàng con cháu khi mà so với manga Nhật Bản. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây thì manhwa lại vụt lên một cách nhanh chóng và chiếm lĩnh hầu hết mọi ngõ ngách của thị trường truyện tranh. Tất cả là do sự xuất hiện của một thứ tưởng chừng như đơn giản mà Nhật Bản lại không hề tận dụng, chính là Webtoon. Webtoon chính là những manhwa được đăng tải trực tuyến trên các diễn đàn lớn nhỏ, trong khi ở Nhật Bản họ vẫn trung thành với cách phát hành truyền thống thông qua tạp chí tuần san có truyện tranh giấy để phát triển song hành cùng với cả việc bán merchandise, thì ở bên Hàn Quốc tất cả đều được đưa lên các diễn đàn. Bất kỳ ai cũng có thể đăng tải câu chuyện của mình hay dở ra sao thì khán giả quyết định và kiếm tiền trên các diễn đàn online này. Điều này tạo nên một cái làn sóng vẽ truyện vô cùng mạnh mẽ vì rõ ràng họ có thể vẽ bất cứ cái gì họ muốn, sáng tạo ra bất kỳ câu chuyện nào mà không lo rằng liệu có được nhà xuất bản nào chấp nhận hay không, hay là họ có thể kiếm tiền được từ truyện hay không. Từ đó, vô số tác phẩm với 7749 những cái ý tưởng độc lạ ra đời, mỗi người lại có một phong cách riêng, đâm ra những webtoon trở nên cực kỳ đa dạng và thu hút được cái lượng người đọc khổng lồ. Ở Việt Nam thì do việc đọc lậu khá là phổ biến nên ta có thể tiếp cận với cả truyện từ hai nước dễ dàng. Nhưng mà ở các nước khác, nơi vấn đề bản quyền gay gắt hơn thì muốn đọc manga lại phải bỏ tiền, muốn đọc manhwa lại miễn phí hoặc là tốn ít chi phí hơn, nên chắc chắn tốc độ lan truyền của manhwa có thể nhanh hơn và rộng hơn. Nhưng khoan, cái đó thì liên quan cái gì đến chất lượng phim chuyển thể nhỉ? Một cách trực tiếp thì không hẳn, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến cách mà khán giả tiếp cận một bộ phim chuyển thể. Các bạn nghĩ rằng một bộ phim chuyển thể thường bị chê vì cái gì đầu tiên? Đúng vậy, nó bị chê là khác với nguyên tác quá nhiều. Khán giả so sánh phim với nguyên tác, một cái tâm lý rất là bình thường. Khi mà bạn yêu thích cái gì đấy, bạn sẽ muốn mọi người cũng yêu thích nó, hoặc là ít nhất phải tôn trọng nó. Và khi các nhà làm phim không tôn trọng nguyên tác thì họ lãnh đủ. Sai lệch và chế cháo nhiều khi là cần thiết, nhưng nó phải ở cái mức độ vừa phải và thuyết phục được khán giả, hoặc là nhà làm phim sẽ lọt vào tầm ngắm của những người hâm mộ. Và thị trường truyện tranh nổi tiếng như là Nhật Bản thì tồn tại cực kỳ nhiều những fanboy, fangirl, nhiều người hâm mộ đến mức cực đoan. Tạm chưa bàn đến việc là phim có hay hay không và khác biệt thế nào với nguyên tác, thì tư cách mà người hâm mộ manga tiếp cận phim chuyển thể nó đã khắc nghiệt rồi. Đã thế, các đạo diễn và nhà sản xuất thì lại ưa chọn những cái tên quá là có số má để mà kéo cái lượng fan sẵn có của nguyên tác ra rạp. Thế là ta có live action của Tokyo Ghoul này, Death Note này, Bleach này, hay sắp tới đây là One Piece. Toàn là những cái manga cái huyền thoại vãi, biểu tượng vãi, nên chắc chắn là khi mà có sai sót, fan sẵn sàng đi bộ đến tận nhà những người chịu trách nhiệm và chét cất mũi của mình vào bình nước lọc nhà họ. Chỉ riêng cái việc chọn những bộ truyện này thôi là đã tự đặt mình vào ống nhắm của khán giả rồi. Tuy nhiên, mọi thứ lại ngược lại ở Hàn Quốc. Số lượng webtoon thì quá lớn, về thị trường còn non trẻ, và đa số khán giả cũng chả quan tâm là nguyên tác như thế nào, phim hay là phim hay. Xong, thậm chí có những bộ phim chuyển thể từ webtoon cực hay nhưng người xem lại hoàn toàn không biết nó là phim chuyển thể. Chẳng hạn như là Tầng Lớp Itaewon, Người Đẹp Gangnam, Vẻ Đẹp Đích Thực. Chắc chắn đại đa số những người xem những bộ phim này không biết nó là phim chuyển thể. Thế nên nghiễm nhiên cái sự so sánh giữa phim và truyện rất ít khi xảy ra. Hơn nữa, cái số lượng webtoon được coi là xuất sắc và có thể fan đông đảo hùng hậu cũng khá là ít. Solo Leveling, Tower of God, The Breaker, Lookism, thêm vài đầu truyện nữa là cùng. Nói chung, số lượng manhwa mang tính biểu tượng của Hàn Quốc khá là ít. Cộng đồng yêu thích manhwa có tồn tại nhưng rõ ràng là không đông bằng, và nghe hơi quy trục một tí, và không khó tính bằng cộng đồng manga. Khó tính hay không thì cũng nên mua tai nghe One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon, chất âm hai chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với mảng loa 50mm,
thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền, với phần dây có thể dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, dành riêng cho người xem The Reviewer. Khi các bạn nhấn vào link bên dưới, sẽ có ngay mã giảm giá 160k, mua ở Amazon tận hơn 750, nhưng mà người xem The Reviewer chỉ còn 590.000. Nhấn lưu mã để được giảm giá. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Yếu tố thứ 3 là nội dung. Chuyện Nhật Bản có đa dạng không? Có chứ. Có lôi cuốn hấp dẫn mới lạ không? Có, rất nhiều. Nhưng phim Nhật có được đón nhận rộng rãi không? Hên xui, chúng ta đều biết rằng Nhật Bản vẫn có những manga học đường, đời sống rất là đỉnh cao. Manga hành động, tâm lý, kinh dị, giả tưởng, mảng nào Nhật Bản cũng có thể làm tốt. Nhưng khi chuyển thể thành phim thì Nhật Bản lại không thể bì với Hàn Quốc ở một điểm. Đây là cách khai thác. Trong khi Nhật muốn những ý tưởng đột phá, những con dao hai lưỡi, thì Hàn Quốc lại chọn chơi an toàn vì họ nắm được thị hiếu, cụ thể hơn là nắm được tâm lý của người xem phổ thông. Họ không tiếp cận thị trường bằng những bộ phim giả tưởng hay có yếu tố hách não phức tạp khó nuốt gì đó, mà họ đánh vào thị trường bằng tình yêu và drama. Hai thứ không bao giờ là hết hot dù ở bất cứ đâu. Xét về cái khoản drama thì người anh Hàn Quốc phải là vua. Phim hành động, thêm drama vào. Phim kinh dị, thêm drama vào. Phim cổ trang, thêm drama nhưng mặc hanbok vào. Khán giả, đặc biệt là chị em phụ nữ, yêu điều đấy. Họ chả có nhu cầu được xem hành trình trở thành Hokage hệ nước của vua trò chơi Luffy đâu. Các nhà làm phim Hàn Quốc cứ thế tiếp tục mà làm. Webtoon thì dĩ nhiên là cũng muôn hình vạn trạng với vô vàn chủ đề khác nhau. Hàn Quốc có những chuyện khả năng cao sẽ thành công khi chuyển thể, nhưng cũng sẽ tốn cực kỳ nhiều tiền kỹ xảo đến mức khó chuyển thể được và trở thành một kênh bạc như là Solo Leveling, Tomb Raider King. Thay vì đánh liều, họ chỉ chọn làm live action cho những bộ webtoon thêm về tình cảm và đời sống, chẳng hạn như là Thư Ký Kim Sao Thế, Tầng Lớp Itaewon và Nevertheless. Nếu là phim hành động thì sẽ là những bộ phim hành động tốn ít kỹ xảo như là All of Us Are Dead hoặc là Sweet Home. Có thể nói điều này ra sẽ khá là mất lòng những người yêu phim ảnh Nhật Bản, nhưng người Hàn thật sự biết cách làm phim thu hút người xem hơn, hoặc ít nhất là ở Việt Nam thì như thế. Phim nào phim nấy của Hàn đều cực kỳ hot. Top 10 phim Netflix lúc nào cũng phải có đến 5 bộ phim Hàn, trong đó ít nhất phải 1-2 bộ phim là chuyển thể từ webtoon. Dễ thấy nhất là hiện nay, Nghệ Thuật Săn Quỷ và Nấu Mì và DP đang chiếm lĩnh bảng xếp hạng Netflix khá lâu rồi. Chưa kể là diễn viên ở Hàn Quốc cũng quen mặt với khán giả hơn là Nhật Bản. Có vẻ như là ở Nhật thì điện ảnh không được PR quá rầm rộ, có chăng chỉ là PR quốc nội thôi, nên là danh tiếng của họ không vang tới đây nhiều. Ngoài ra, không phải tự nhiên người ta hay bảo rằng là nước Nhật và phần còn lại của thế giới, khi mà họ có những cái chuẩn mực rất là khác so với toàn cầu, và về mặt diễn xuất, đôi khi là biểu cảm nhân vật khá là kịch, lố. Nó khác hoàn toàn với cả cái xu hướng điện ảnh phương Tây như phần còn lại của thế giới, nên là nhiều người thường lựa chọn là không xem phim Nhật luôn cho nhanh, đỡ phải khó chịu. Hơn nữa, có một cái điểm khác mà Hàn Quốc tránh được, đó chính là chuyển thể thành phim chiếu rạp. Làm phim chiếu rạp cho một bộ truyện hay tiểu thuyết quả thực không khác gì tự chặt chân của mình. Với những biên kịch tay mơ không biết viết sao cho vừa khớp với mạch truyện gốc, vừa phải đảm bảo thời lượng ra rạp, thì chắc chắn rằng sản phẩm làm ra sẽ là một đống hổ lốn lộn xộn, người mới xem thì không hiểu, người cũ chỉ muốn bỏ đi. Ở Hàn Quốc, họ làm an toàn hơn, họ chỉ làm phim truyền hình để mà có thời lượng nhiều, từ đó bám sát nguyên tắc nhất có thể, lại còn có thêm thời gian để mà tiếp nhận ý kiến, để mà chỉnh sửa cho các tập sau. Và nếu phim thành công thì ha, họ nối dài thêm hẳn 20 tập cho nó tư bản. Nhìn chung thì phim chuyển thể của Hàn Quốc làm tốt hơn Nhật Bản rất là nhiều, ít nhất là về việc dễ xem hơn và dễ tiếp cận đại chúng hơn. Và họ đang thực sự tạo nên một cái thế lực phim chuyển thể của chính mình. Minh chứng là hàng loạt các bộ phim chuyển thể từ webtoon đang xuất hiện liên tục trên các nền tảng chiếu phim và nhận được các sự ủng hộ nhiệt liệt từ khán giả. Một vài bộ phim cực hay được chuyển thể từ webtoon mà có lẽ bạn nên xem, tôi recommend nhé, sẽ là Thư Ký Kim Sao Thế, Tầng Lớp Itaewon, Thám Tử Bắt Ma, Vật Chứng, Nghệ Thuật Săn Quỷ và Nấu Mì, Công Tố Viên Chuyển Sinh, Người Lạ Tới Từ Địa Ngục và rất nhiều bộ phim nữa bạn cứ scroll trên Netflix kiểu gì cũng thấy. Nhưng đây không phải là một video chỉ để bợ mông phim Hàn và chê bai phim Nhật. Hàn Quốc đúng thật là đang vươn lên rất nhanh, nhưng không có nghĩa rằng Nhật Bản sẽ không có những bộ phim chuyển thể chất lượng. Tuy chỉ là những chấm đỏ trong bức hình đen, nhưng nhìn chung đây vẫn là những bộ phim tốt, chẳng hạn như là Battle Royale, Death Note 2006, Lãng Khách Kenshin, As the God Will, hay những bộ phim nhẹ nhàng hơn như là Real Life, For Me to You. Khách quan mà nói thì mỗi người có một cái gu riêng và góc nhìn riêng. Hơn nữa, các sản phẩm của Nhật thường ưu tiên cái sự thành công trong nước chứ không phải là đem đi dự Oscar, nên những điểm đặc trưng về nó sẽ còn mãi ở đấy. Nó giống kiểu mắm tôm của người Việt ý, ai thích thì mê đắm mê đuối, còn ai không chịu nổi thì cả đời tránh xa. Những người hâm mộ phim ảnh Nhật Bản cũng không nên quá buồn vì cuối tháng này, One Piece Live Action sẽ chính thức ra mắt. Qua các topic bàn luận khắp các diễn đàn trên mạng xã hội thì bộ phim này rất là đáng được mong chờ.
Và đây có thể sẽ là bộ live action được cả thế giới trông chờ, hoặc ít ra là Weibo trên cả thế giới trông chờ. Nói tóm lại, làm live action là cực khó, làm giống hệt thôi đã khó lắm rồi, chứ đừng nói đến việc mà làm sáng tạo thêm khác biệt đi, nhưng vẫn làm hài lòng và thuyết phục được khán giả. Đã thế lại còn vấn đề lợi nhuận nữa. Với sự phát triển của các nền tảng xem phim tại nhà, thì tôi đoán là các manga lẫn manhwa được chuyển thể sẽ ngày càng nhiều. Đây sẽ là cơ hội cho cả Nhật lẫn Hàn, đồng thời cũng sẽ tạo ra một chút ganh đua để sản phẩm mang đến cho khán giả được chỉn chu hơn và tử tế hơn. Chứ nói thật là cứ bắt ra rạp rồi ngồi xem Dragon Ball Evolution hay là kiểu ngồi nhà xem Death Note của Netflix thì tôi thà xem Disney Channel suốt đời còn hơn. Dù đúng là hiện tại thì live action của Hàn đang nổi trội hơn, nhưng ai mà biết được đấy. Tôi thì tôi vẫn tin vào cái sự sáng tạo của mấy ông Nhật. Đây là Việt, xin chào và hẹn gặp lại.